Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị phát thanh truyền hình trong cụm miền Đông Nam Bộ luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan, đã giúp bộ máy tổ chức của các đài được củng cố kiện toàn. Đội ngũ viên chức, nhân viên của các đài có trình độ chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong xu thế cạnh tranh thông tin bằng chất lượng và sức hấp dẫn chương trình, các đài tiếp tục nghiên cứu đổi mới khung chương trình, tăng thời lượng chương trình tự sản xuất, đảm bảo thời lượng chiếu phim Việt Nam. Việc đổi mới nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông tin và hình thức thể hiện của từng chương trình đã đem đến cho khán thính giả những tác phẩm báo chí mang hơi thở của cuộc sống, phản ánh nhanh nhạy với cái nhìn toàn diện về các sự kiện, vấn đề mà dư luận và xã hội quan tâm, đảm bảo tính chính xác, trung thực, góp phần định hướng dư luận xã hội.